Tại thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam và một số khu vực quan trọng khác của Trung Quốc đã phải hứng chịu nhiều đại tai nạn liên tiếp. Nhiều người cho rằng đó là thiên tai, nhiều người cho rằng đó là nhân quả. Nhưng theo tiết lộ của một người am hiểu về nội tình trong chính quyền Trung Quốc thì có một nguyên nhân chấn động mà ít ai biết đến. Đó là nếu như trận lũ lụt không càn quét qua nơi đây thì có lẽ lịch sử loài người sẽ phải chứng kiến một tai họa đẫm máu nữa do Đảng Cộng sản Trung Quốc gây ra. Trịnh Châu lâm nạn, chuông báo hồi kịch trả vay đang đến hồi kết. Ngày 20 tháng 7 năm 2021, Quách Văn Quý, tỷ phú Trung Quốc đang sống lưu vong ở Mỹ, đã trực tiếp lên mạng tuyên bố: "Mọi người có biết Đảng Cộng sản Trung Quốc làm gì ở Học viện Đo đạc và Bản đồ không? Mọi người có tin vào số mệnh không? Trung tâm chỉ huy tổng hợp tác chiến chống Đài Loan có bản đồ mô phỏng tỷ lệ 1-1 không phải nằm ở Phúc Kiến, mà là ở thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam." Ông tiết lộ, trận mưa lũ đợt này tại Hà Nam là vô cùng đáng sợ, nước giống như thác đổ. Theo ông được biết, thì Trung tâm chỉ huy tác chiến ngầm của quân đội Trung Quốc cũng đã bị nhấn chìm. Ông Quách nhấn mạnh khi biết được thông tin, bản thân cảm thấy nghi ngờ nên đã tìm đến một người bạn nắm rõ tin tức để xác nhận lại. Kết quả người bạn đó nói rằng, so với những gì ông Quách tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn rất nhiều. Toàn bộ khu vực mô hình 1-1 và sở chỉ huy tác chiến chống Đài Loan đều bị ngập trong lũ, nhiều binh lính đã thiệt mạng. Dựa vào hệ thống tìm kiếm trên ứng dụng Baidu, thì trường đo đạc và bản đồ thuộc Đại học Kỹ thuật Thông tin có vị trí nằm ngay tại thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Tiền thân của nó là Học viện Đo đạc và Bản đồ Quân đội, một trong những cơ sở đào tạo đại học trọng điểm được Đảng Cộng sản Trung Quốc đặc biệt phê duyệt. Cả thế giới đều biết rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc luôn muốn xâm chiếm xóa sổ Đài Loan trên bản đồ. Những năm qua, Trịnh Châu đã được chọn làm nơi âm thầm xây dựng rất nhiều công trình ngầm. Vậy phải chăng là tai nạn lần này đã vô tình ngăn chặn được kế hoạch tấn công Đài Loan của chính quyền Trung Quốc? Chưa dừng lại ở đó, tối ngày 21 tháng 7, cơn bão số 6 trong năm có cường độ mạnh tên là Infa bắt đầu từ vùng biển phía tây bắc đảo Guam, có hướng nhắm thẳng vào Đài Loan. Tuy nhiên, sáng ngày 23 tháng 7 khi gần áp sát Đài Loan, nó đã quay 90 độ và di chuyển thẳng hướng đến Trung Quốc đại lục. Có một điều vừa hay đến kỳ lạ, đó là tuy không đổ bộ và gây thiệt hại cho Đài Loan, nhưng cơn bão Infa đã để lại những cơn mưa lớn vừa đủ để cung cấp đầy đủ nước cho các khu vực tập trung hồ chứa nước, giúp Đài Loan thoát khỏi cảnh hạn hán nghiêm trọng chưa từng thấy trong vòng 40 năm trở lại đây. Ngày 25 tháng 7, bão Infa đã đổ bộ vào Giang Tô, Chiết Giang, Thượng Hải. Ngay lập tức, mực nước sông Hoàng Phố tăng vọt khiến bến Thượng Hải nhanh chóng ngập chìm trong biển nước. Nhiều video do cư dân mạng đăng tải cho thấy, cơn bão Infa đã càn quét không thương tiếc nơi đây. Những đám mây đen cuồn cuộn phía trên những tòa nhà chọc trời, gió giật mạnh. Toàn bộ thành phố Thượng Hải chìm trong cảnh gió bão rất đáng sợ, cảnh tượng chẳng khác gì ngày tận thế. Cùng một thời điểm, cách nhau chỉ vài ngày mà những nơi quan trọng của Trung Quốc đã phải hứng chịu quá nhiều thảm họa chết chóc. Thật không phóng đại chút nào khi nói rằng đại nạn lần này chính là trời cao đang giúp Đài Loan và trừng phạt Trung Quốc. Nhân quả đã đến hồi báo ứng. Hà Nam, còn gọi là đất Dự, nằm ở phía nam sông Hoàng Hà, một vị trí trung tâm của đồng bằng Hoa Bắc, nơi phát tích văn minh 5.000 năm của Hoa Hạ. Vậy nên từ xưa được gọi là Trung Nguyên, là trung tâm của nền văn minh Trung Hoa. Người Hà Nam xưa rất trọng lễ nghi, có đạo đức, văn hóa truyền thống chịu ảnh hưởng của Nho gia, ca ngợi lòng trung quân ái quốc, là nơi xuất sinh nhiều anh hùng lưu danh sử sách trung hiếu vẹn toàn như Trịnh Trang Công, Nhạc Phi. Nhưng một ngày trên khắp cõi Trung Hoa, bỗng trời đất nổi cơn gió bụi và Hà Nam cũng phải chịu chung số phận với mảnh đất Thần Châu dưới ách cai trị của triều đại đỏ. Những gì thuộc về văn hóa truyền thống, tín ngưỡng, những gì tốt đẹp mà đối lập với nền tảng lý luận giả ác đấu của Đảng Cộng sản Trung Quốc đều lần lượt bị phá bỏ. Sau những cuộc vận động chính trị trên toàn đất nước, tất cả những tinh hoa mà thần truyền lại cho con người nơi đây gần như đã bị thiêu rụi. Đau lòng nhất là bản tính con người đã trở nên biến dị, lòng dân ngập tràn gian xảo, nhất là Hà Nam. Nơi đây đã bất hảo đến mức người trên khắp Trung Quốc đại lục đã truyền tai nhau một câu rằng: phong lửa, phong trộm, phong người Hà Nam. Tất cả các công ty lớn tại Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu, Thâm Quyến đều không muốn thuê dùng người Hà Nam, nhưng đó chưa phải là nguyên nhân chính khiến con người phải chịu thảm họa sát thương. Ngay tại thời điểm này, nếu mọi người tìm kiếm bằng tiếng Trung với cụm từ ghép thận ở Trịnh Châu thì chưa đến 2 giây đã có hơn 300.000 kết quả tìm kiếm trên Google. Tờ báo South of Hope đưa tin, năm 2006, họ đã phỏng vấn các bệnh viện nhân dân số 3, 5 và 7 của Trịnh Châu, cho thấy kinh nghiệm ghép thận rất phong phú, nguồn cung cấp rất dồi dào, thời gian chờ đợi ghép rất ngắn, nguồn cung đều là người trẻ, khỏe, chi phí từ 3 vạn đến 7 vạn tệ. Tính theo tỷ lệ, 3 bệnh viện này chiếm 80% số ca ghép thận mỗi năm của tỉnh Hà Nam. Các bệnh viện ghép thận nơi đây không khác gì lò mổ của Đảng Cộng sản Trung Quốc, nơi diễn ra những tội ác ghê gớm nhất mà loài người từng biết đến. Thế giới đang lên án rằng
Trung Quốc là nhà cung cấp dịch vụ ghép tạng lớn nhất địa cầu. Nguồn nội tạng là từ các tù nhân lương tâm, người Duy Ngô Nhĩ và nhiều nhất là mổ cướp từ các học viên Pháp Luân Công. Trong khi thế giới đang thức tỉnh trước tội ác phản nhân loại, thì rất nhiều người Trung Quốc vẫn như nhìn không thấy, nghe như không nghe thấy. Họ chọn cách bảo toàn bản thân mà im lặng trước tội ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ngày 20 tháng 7 vừa qua đánh dấu 22 năm, ngày Đảng Cộng sản Trung Quốc chính thức bức hại Pháp Luân Công và cuộc đàn áp đẫm máu vẫn chưa dừng lại. Cũng vào lúc 10 giờ sáng ngày 20 tháng 7, chính quyền Trịnh Châu đột ngột xả lũ không thông báo. Kết quả là mọi người đã rõ, vô cùng thảm khốc. Có câu nói, 100 triệu hạt mưa rơi không hạt nào rơi nhầm chỗ. Mọi thứ đều là duyên phận an bài. Trời cao quả thật là đang cảnh tỉnh con người thế gian. Đảng Cộng sản Trung Quốc dù có 100 phương 1000 kế để che giấu tội lỗi, nhưng rốt cuộc sẽ không bao giờ thoát khỏi lưới trời nhân quả. Đó là thiên ý. Con người hãy mau thức tỉnh. Màn kịch trả vai này đang dần đi đến hồi kết.